Vào ngày 10 vừa qua, mẫu SUV hạng A hoàn toàn mới Hyundai Exter 2023 đã chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ. Chẳng bao lâu sau đó, thông tin về lượng đơn đặt hàng dành cho mẫu xe này đã được hé lộ. Theo giới báo chí Ấn Độ, tính đến thời điểm này, đã có 10.000 khách hàng đặt mua Exter 2023. Được biết, hãng Hyundai đã bắt đầu nhận cọc cho Exter từ hồi tháng 5 năm nay. Như vậy, trung bình mỗi tháng lại có 5.000 người đặt cọc cho mẫu SUV hạng A này, ngay cả khi xe chưa ra mắt và chưa có giá bán. Điều này đã phần nào cho thấy sức hút của mẫu SUV hạng A được mệnh danh tiểu Hyundai Santa Fe. Trước thời điểm Hyundai Exter 2023 ra mắt, hình ảnh và một số trang bị của xe đã liên tục được hé lộ. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở thiết kế vuông vức, nhỏ xinh nhưng vẫn đậm chất SUV, trang bị tiện nghi và an toàn đầy đủ cùng giá bán khá mềm. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Exter 2023 có 5 phiên bản và giá bán dao động từ 171 đến 266 triệu. Bỏ ra số tiền này, khách hàng Ấn Độ sẽ nhận về mẫu SUV được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Grand i10 và có kích thước nhỏ hơn cả Kia Sonet. Không ngoa khi nói rằng Hyundai Exter 2023 là mẫu SUV nhỏ nhưng có võ. Mẫu SUV này được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe, với giải đèn LED định vị ban ngày hình chữ H giống Santa Fe thế hệ mới sắp ra mắt và cụm đèn pha projector tự động bật tắt. Tương tự như vậy, đèn hậu của xe cũng có tạo hình chữ H bên trong. Bên cạnh đó, mẫu SUV nhỏ nhất của thương hiệu Hàn Quốc còn sở hữu đầu xe thẳng đứng, nẹp màu đen dày dặn bao quanh thân xe, ba gờ nóc và ốp màu bạc bên dưới cản trước sau. Bản cao cấp của xe tạo điểm nhấn khác biệt bằng vành hợp kim 15 in và ba màu sơn ngoại thất phối, với nóc đen tương phản. Bên trong Hyundai Exter 2023 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với thiết kế khá giống Grand i10, thể hiện qua mặt táp lô, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chỉnh âm lượng, màn hình cảm ứng trung tâm, tapi cửa, núm xoay chỉnh điều hòa và cửa gió. Bản cao cấp của xe dùng ghế bọc bằng chất liệu giả da pha nỉ, theo dòng chữ Exter ở ghế trước. Những trang bị đáng chú ý khác của xe gồm có chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình đa thông tin 4.2 in, màn hình cảm ứng trung tâm 8 in hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto hệ thống định vị tích hợp, tính năng ra lệnh bằng giọng nói với nhiều ngôn ngữ, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, điều hòa tự động và công nghệ kết nối. Đặc biệt, xe còn có những tính năng hiếm hoi trong phân khúc, như cửa sổ trời một mảnh và camera hành trình với camera trước sau. Trang bị an toàn của Exter 2023 cũng tương đối đầy đủ với một mẫu xe giá rẻ, bao gồm 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi, dây đai an toàn 3 điểm, nhắc nhở thắt dây an toàn ở mọi vị trí và móc ghế trẻ em Isofix. Trái tim là động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2 lít tương tự Grand i10 kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số sàn tự động 5 cấp. Ngoài ra, xe còn có động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG chỉ đi với hộp số sàn 5 cấp. Hiện chưa rõ sau Ấn Độ, Hyundai Exter 2023 có được bán ở những thị trường khác hay không.